Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Vợ chồng Pháp Ly Cuộc Sống Miền Trung. Hôm nay hai vợ chồng em sẽ làm món lòng thả, gà lòng thả. Mời mọi người cùng xem cách chế biến và làm của hai vợ chồng em nha. Bây giờ mình sẽ lạng thịt ra mọi người. Thịt ra. Mình thái thịt ra vừa vừa mỏng mỏng vừa thôi đi. Mình ướp. Lấy thịt không mọi người. Mình lòng thả mình lấy xương, mình lọc gà xương ra riêng, thịt ra riêng. Gà này hơi to. Xương nó là để mình nấu nước. Còn khi nước sôi mình sẽ bỏ lòng thả vào. Trước tiên là mình sẽ lọc thịt ra, mình xắt, mình thái ra hết. Chút cút tít tít quả chút sao cũng ngon rồi thôi. Nó không một cao nữa mọi người, với cháu nó nuôi mấy con một cao. Cú cú bốn con. Đây vườn rau của ông già mình trồng này, rau bột ngót mọi người. Mùa này bữa nay mùa hè nắng quá ít mới tưới rồi. Đây rau má trong lúc mình chờ đợi vợ đang thái thịt để ướp mọi người. Được rồi, cảm thấy là đợi mới trái dẻo mọi người. Wow, con phụ nữ mình dễ táo quá trời, là chưa chín nè, to lắm. Có mấy cây sữa chua đang ra trái mà còn nhỏ nè mọi người. Cái giặt đậu trước mình mà bữa nay mùa này nắng quá, ông già ông không có trồng gì hết mọi người, còn để đất trống vậy đó. Còn bên kia trồng ít xả. Trời hôm nay mùa hè nó nóng lắm, quê mình đất cát đó, cực kỳ nóng luôn. Này này nuôi ít gà nữa mọi người. Có một con gà đá, gà này để đập mái. Vợ đang thái thịt đó mọi người. Gà này gần 3 kg luôn đó mọi người. Hơn 3 kg. Còn thịt không là hơn 2 kg. Gần 3 kg. Gà này dai, nếu mà mình làm lòng thả nó cực kỳ ngon luôn. Mọi
thái này, đó là cái gì? Con này đựng xương này, xương này chập mình bỏ vào nước, mình nấu nước lên, bỏ xương vào cho nó ra nước cho nó ngọt. Cái gò chà lá luôn mọi người. Gà đang gà trống này. Gà dễ gà sợ chưa? Gà chà bá. Bây giờ mình sẽ phụ của vợ mình đã. Bây giờ mình giã hành tỏi để ướp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ gà vào trong cái thau này. Sẽ ướp. Mình sẽ ướp cho vị vào hết ra đây. Đây, đây chúng ta mình ướp cho nó thấm gia vị xong rồi. Tí là mình sẽ xơi. Rồi trống có hơi cái cặp cặp sát rồi phải không mày? Nó dễ sợ. Một thau này luôn nè, thau thịt và một rá xương, hơi ký thịt á. Gà này quá lớn luôn rồi. Gà này gà đại rồi đây. Gà vườn đó mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào. Và đây giờ bỏ hành tỏi vào nè. Đi xíu con. Trước tiên là hành tỏi bằng nè, không làm màu cho một tí muối, muối vừa thôi. Rồi. Tiếp theo là cà no, mình ướp vừa thôi mọi người, để mình làm mình có nồi nước nem rồi đó, cái xiên hầm rồi đó, một ít nước mắm nè, một ít nước mắm luôn mọi người. Tiêu và thêm một tí bột ngọt. Bây giờ mình sẽ tô nha mọi người. Phi hành tỏi và bỏ xương vào con để mình hầm lấy nước ngọt mọi người. Bây giờ mình sẽ nấu nồi nước mọi người. Trước tiên là mình phải phi hành cho nó thơm. Và mình hầm cái xương này nè. Hầm cái xương này ra cho nó ngọt luôn. Thank you.
và nó to quá mọi người ơi. Và cũng chắc hơn 3 kg á. Thêm miếng nước nữa. Nhiều nước tí. Cái này mình ăn như lẩu đó mọi người. À, trong lúc giờ bây giờ trong lúc chờ đợi nước sôi lên cho nó ra cái xương gà của nó cho nó ngọt nước, mình sẽ đi hai vợ chồng mình đi ra cắt rau rau má. Mới ông già trồng phía sau nên giờ bây giờ mình sẽ đi ra cắt rau nha mọi người. Cho em ơi. Giờ trời nắng lắm luôn mọi người ơi. Trồng đó mọi người. Giờ bây giờ mình sẽ cắt rau má vào tí mình bỏ vào nước mình ăn mọi người nha. Giờ bây giờ trời đang trời bữa nay nóng, may là có cái lưới này cho nó mát này. Chứ mùa này mà không có cái lưới này là nó sẽ chết hết mọi người. Có bóng mát nên rau má mới tốt được. Cắt trong tuổi luôn. Này là được rồi đó. Con này dắt đổ rồi mọi người ơi. Thôi bây giờ mình nhổ thêm mấy cây cải nè. Nhổ thêm vài cải để ăn cho nó ngon hơn một tí. Bây giờ mình đi vào luôn rồi mọi người. Đây. Em là trồng một bên này nha mọi người. Chỗ nào có đất là chỗ đó ông già ông trồng. Trồng lây láng. Anh kia có ít rồi mình nhổ vài cái thêm lên nè. Mùa này nắng quá, giờ em trồng cũng ít cái rau mọi người. Trồng có mùa Tết cho kìa. Cái dầu rửa. Trong nó có sẵn rồi, mình nhổ thêm cái cây nữa. Đủ ăn. Trên ba. Rồi nước xong rồi nha mọi người. Cái giò. Giò cho bó luôn. Đây, giờ nồi nước này chờ nước sâu là mình sẽ nhúng cái dễ thịt. Bưng cái dễ thịt xuống cho mà. Đúng không con? Để ra mọi người. Mắt lòng của tôi. Không, đi ra, đi ra. Mà con vô đang ngồi ăn gẹ. Đưa ra ăn con, nghĩ vô đang mâm á. Để bà nội lên luôn. Đây, chờ bây giờ cả nhà ngồi nhậu thôi mọi người. Bây giờ rồi, giờ ăn trưa rồi đây. Ngồi qua cái máy lận á. Máy. Còn nước. Bỏ vô em bỏ vô. Trong kia có còn nhố nữa mọi người. Mấy đứa cháu. Sáu hả? Thì được không? Mùa hú thì được mà cứu nam thì lẻ đó.
Có bao muốn đi được cái này mà cũng ra liên lệ. Cái bờ rồi u u không có chồng đó thôi. Ủa, không có mấy đứa mà bọn cả nó. Kia là có thấy được không? Ăn muốn được. Rồi. Dạ. Chẳng là luôn cái ông. Quá cái dễ ổn. Có cái dễ ổn. Cái thơm cái thay dễ ổn. Rồi dạ. Đúng rồi, đi có công chuyện nè mọi người. Nè, mai, dạ là có công chuyện nè. Nè mai nếu như thay được tốt mình, thì mình quay cho. Kêu là tốt điểm là khó. Rồi dạ. Cái điểm là chịu á. Kêu là 10 điểm. Kêu 10 điểm là quá chịu ok. Rưu ghé ngàn kêu giỏi. Hay không đặt bánh đâu. Cái xóa thầy tiếng Việt đó hả? Thầy đạt đó là thầy tự biểu sách đạt không mà đạt. Rõ. Hình sâu. Ừ, mới tối thấy ông đạt không rõ mà. Qua được cái đấu. Qua đấu gì vậy? Trời biết cây hạt biết hạt, cây thâu nghĩ cho mày đậu hạt hạt gì hạt. Cho tao có hiện cây, nghĩ cho cậu nó hạt quá. Xin mình ông mình. Bữa nay đi hạt là mấn, ân đi hả? Bò ăn gà đập nó nốt nghiến lại ăn vậy nè nó hay bò. Ăn gà đập nó cũng nghiến lại ăn gì nữa. Mấy bữa là thăm ơn đi hạt mà bữa nay là ân đi hạt. Hạt hay mà ân đi. Cũng như mình nữa. Hả? Cầm cho một đứa không đi hạt lên này. Cảm ơn bà Bóc ơi. Sao luôn ạ? Nó đang ở đây im đó. Có cây với mày với cái này nè. Là con ghế luôn. Mày với cái này ăn không? Dạ không. Sủ ăn đi được này. Nghe mày hát kia ăn cũng được này. Mì trứng ăn không này. Thấy chưa? Ăn cái nó ăn cái nó ăn lóc bụng nó chạp rồi vô đây ăn cái này với chín. Ăn này với chín nè, còn nó ăn bụng. Ơi, giờ ăn gì nhậu nha mọi người. Vì vậy có mần ngon là phải nhận một tí nè. Bữa là thi tiếp hả? Hôm bên đi bữa tiếp. Thì là rồi. Thì em gặp chú. Đây, cái tên là gà lòng thả. Cái này là món gà lòng thả đây. Đây, mình giống nhau. Ăn nhiều nhiều vô, nó lỡ mó, đúng mình đem vô bờ mình. Thôi, ăn luôn. Em được không đó. Gặp bờ, gặp nó bỏ ổng. Từ đây chứ không ai đang bỏ thấy. Thì này, rồi bây giờ cả gia đình mình ăn đó mọi người nha. À, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người video lần sau nha. Tạm biệt. Anh nhặt được.